Bài văn tả người thân hài hước. Mẹ em tên Hiền, mẹ không xinh lắm, nhưng bác bán thịt lợn đầu ngõ vẫn phải ngước nhìn. Mẹ rất chăm chỉ, ngày nào mẹ cũng làm việc từ tinh mơ đến khi chiều tối. Nếu mẹ của bạn Nguyễn Tuấn Nam là ngọn gió, thì mẹ của em là cơn lốc. Mẹ về đến nhà là cuốn sạch cái sân đầy lá mít, cùng sỏi đá, lẫn trái sấu non mà chúng em bày ra ban chiều. Mẹ cuốn đàn lợn vào giấc ngủ sâu êm đềm, quần áo lấm lem bùn đất vào chậu giặt. Tóm lại, mẹ có thể cuốn tất cả, trừ một người lúc nào cũng say mềm là bố em. Mẹ rất khéo tay, nuống rau mẹ cuốc chẳng cần gieo hạt gì, sau dăm hôm đã mọc đầy những ngọn rau rèn cơm. Rau rèn cơm mẹ nấu có kèm vài ngọn rau sam ngon lắm. Ngoài canh rau, mẹ còn biết luộc trứng, luộc cả thịt. Món luộc của mẹ chẳng bao giờ bị mặn cả, ngon lắm.